Thưa quý vị và các bạn thân mến, một người dân ở xã Đồng Tâm nói với chúng tôi rằng ông Lê Đình Kình và con trai thứ hai của ông là Lê Đình Chức đã qua đời sau biến cố công an đưa quân vào xã Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Nhiều nguồn tin, trong đó có báo chí ở Việt Nam cũng nói rằng họ cũng đã có tin là ông Lê Đình Kình đã mất. Đến cuối ngày 10 tháng 1 giờ Việt Nam đã có xác nhận từ báo chí chính thống rằng ông Lê Đình Kình đã tử vong trong lúc chưa rõ trường hợp của ông Lê Đình Chức. Một trong báo chính thống là trang Vietnamnet xác nhận đại diện của Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm cho biết xã vừa bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình cho người nhà. Theo Vietnamnet viết, trong vụ chống người thi hành công vụ xảy ra vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, ông Lê Đình Kình đã bị tử vong. Con gái ông Kình là bà Lê Thị Nhung là người đại diện của gia đình nhận thi thể. Vietnamnet không đề cập trường hợp của ông Lê Đình Chức. Cũng theo Vietnamnet, đại diện Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm cũng cho biết chiều nay 10 tháng 1, lực lượng chức năng đã bàn giao nhà của ông Kình cho gia đình. Việc an táng của ông Lê Đình Kình sẽ được tổ chức tại ngôi nhà của ông Kình sinh sống tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Cũng trong ngày hôm nay, 4 người dân đã được lực lượng chức năng thả về địa phương gồm 2 nam, 2 nữ, theo trang tin này. Các báo nhà nước Việt Nam không nói rõ bối cảnh cái chết của ông Lê Đình Kình, một cựu cán bộ đảng, và rằng vì sao thi thể của ông nằm trong tay của nhà chức trách để họ bàn giao cho gia đình. Ông Lê Đình Kình thường được xem là thủ lĩnh của người dân xã Đồng Tâm, sinh năm 1936. Hiện theo chúng tôi được biết thì bà Kình không đồng ý ký giấy tờ gì với bên công an về việc nhận xác của cụ Lê Đình Kình. Nhà cụ Kình bị phá cửa, phá tường, cẩu trộm cả két cẩu ô tô của cháu đi đâu không rõ, các tài sản khác cũng thất lạc. Nhiều gia đình bị lừa để công an vào khám nhà thu giữ đồ đạc tài sản mà không biết đơn vị nào, không có giấy tờ hay cán bộ địa phương xác nhận. Đến 8 giờ tối ngày hôm nay, các ngã đường ngõ vẫn bị các cơ quan, các cảnh sát cơ động bao vây. Trẻ tiểu học và mầm non vẫn nghỉ học do bố mẹ bị chặn không cho ra khỏi nhà. Trường cấp 2 và trung học bị kiểm tra con em nào có thẻ mới được đi học. Nhiều người dân bị bắt đến nay chưa xác định được chính xác bao nhiêu người. Ai bị bắt, bị thương hay chết cũng chưa ai xác định được chính xác ra sao. Đã có một số luật sư được cho liên lạc để trợ giúp. Dân cũng đã liên lạc được với báo chí quốc tế và trong nước để truyền tải thông tin. Thi hài của cụ Kình vẫn đang ở nhà xác chưa đưa trả cho gia đình. Đó là một số nhân chứng ở tại Đồng Tâm cho chúng tôi biết. Hai nhân chứng vừa gặp cô Thoa, vợ anh Công, cho biết nguyên nhân gia đình cụ Kình nhất quyết không ký biên bản nhận xác là vì trong biên bản xác nhận có một nội dung ghi rằng công nhận đất Đồng Xanh là đất quốc phòng và cụ Kình bị chết tại khu đất đó, trong khi cụ Kình lại bị chết tại nhà của ông trên tầng 2. Chết do hỏa lực từ phía cảnh sát cơ động. Trước sự phẫn nộ của dư luận trong nước và thế giới, thì đây là thủ đoạn quá tinh vi và thâm độc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để hòng chối tội ác đã xông vào nhà để giết dân. Quân khủng bố Cộng sản đang lấy xác người để vừa muốn chiếm đất, vừa muốn phi tang tội ác. Nhân chứng nói cụ chết trên tầng 2, người biết cụ ở trên tầng 2 chỉ có con cháu và đại diện. Còn toàn dân không được biết vì muốn có được sự bảo mật cao. Nhân chứng nói chính lực lượng công an cũng nghĩ cụ Kình không ở nhà, nhưng sau khi nã đạn giết người và bắt tất cả những người trong nhà thì mới phát hiện cụ Kình đã chết ở trên tầng 2. Chúng đã bọc lại rồi mang xác cụ Kình đi. Đến nay chúng tôi lại viết biên bản ghi cụ chết trên khu vực đất Đồng Xanh là đất của Bộ Quốc phòng. Âm mưu này quá tinh vi nhằm che mắt quốc tế và dư luận trong và ngoài nước. Suốt đêm ngày hôm qua 9 tháng 1, cảnh sát cơ động đưa rất nhiều xe và hơn 1.000 lính cơ động về ém tại Ba Thá, một khu vực gần với Đồng Tâm. Suốt đêm ngày 9 tháng 1, cảnh sát cơ động đưa rất nhiều xe và hơn 1.000 lính về khu vực này. Vụ tấn công diễn ra tại thôn Hoành của xã Đồng Tâm chứ không phải tại khu đất đang tranh chấp ở bên ngoài nhằm khủng bố tinh thần của người dân. Tin tức báo chí trong nước cho hay người dân chống phá chính quyền tấn công lực lượng chức năng, nhưng chính 1.000 cảnh sát cơ động đó tiến vào làng, tấn công nhà cụ Kình, xâm phạm đất đai và gia cư bất hợp pháp giữa ban đêm, đẩy người dân rơi vào tình thế tự vệ khi có kẻ vào nhà mình nổ súng, thả hơi cay và bắt cóc người. Người dân chỉ tự vệ
lại bị vu oan là thành kẻ tấn công chính quyền. Hầu hết những người dân Việt Nam trong và ngoài nước theo dõi tin tức về vụ cưỡng chế bất ngờ xảy ra ở xã Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 đều cảm thấy ngỡ ngàng về cách mà nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội đem lực lượng quân đội đến giải quyết mâu thuẫn đất đai với người dân vô tội vào giữa đêm. Những video lan truyền trên các mạng xã hội cho thấy cảnh đêm tối với những ánh đèn pha và nhiều tiếng nổ. Trong video, giọng một người đàn ông nói với đồng bào cả nước rằng chúng nó đang vào đàn áp người dân. Súng đã bắn và lựu đạn cay đã ném vào dân. Cho đến đêm ngày 9 tháng 1, tức gần một ngày sau khi xảy ra các sự việc, một số trang báo chính thống của nhà nước mới chỉ đưa ra một vài thông tin nói rằng có 3 chiến sĩ công an đã hy sinh do bị tấn công bằng bom xăng và lực lượng chức năng, đã thu giữ 8 quả lựu đạn, hàng chục dao phóng, 20 chai bom xăng chưa sử dụng và nhiều pháo nổ. Nhưng thực tế, những danh tính của những chiến sĩ công an bị chết và được cho là do người dân ném bom xăng này là những ai? Chưa hề có danh tính và cũng chưa hề có những số hiệu quân nhân của những người này. Đó chỉ là một cú lừa đảo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dành cho người dân Đồng Tâm cũng như người dân Việt Nam nói chung, và với những nói sai về sự thật vụ việc này. Trong khi đó, bản tin gốc từ trang web của Bộ Công an nói ngoài 3 công an trên còn có một người được cho là người dân Đồng Tâm và bị ghép vào là người chống lại lực lượng chức năng của nhà nước, chống người thi hành công vụ, bị thương. Tuy nhiên, các nguồn tin khác nhau trực tiếp từ hiện trường đang lan truyền trên mạng xã hội lại khiến cho công luận nghi ngờ về số người thiệt mạng được đưa ra chính thức trên, vì điều kiện tiếp cận hiện trường hiện nay gần như con số 0. Một đứa cháu 3 tháng tuổi bị dính hơi cay con của anh Lê Đình Công, cháu của cụ Lê Đình Kình, bị bắn trọng thương ở tay. Sau đó, sự việc diễn ra khốc liệt hơn khi cảnh sát cơ động liên tục tấn công vào nhà cụ Lê Đình Kình và diễn ra hai cái chết của cha con ông Lê Đình Kình. Trao đổi với phóng viên trong chiều tối ngày 10 tháng 1, anh Trịnh Bá Phương, người bị công an bắt trong đêm 9 tháng 1 vì quay livestream trên mạng xã hội, cho biết tình hình hiện tại của anh và người dân Đồng Tâm. Suốt 5 ngày qua, tôi bị công an và lực lượng cơ quan đến canh giữ tôi, quân số trong ngày hôm qua lên đến hơn 20 người. Họ phục kích và bắt giữ tôi trước nhà, sử dụng những ngón đòn nghiệp vụ như lên gối, móc yết hầu, đánh vào đầu tôi, anh Trịnh Bá Phương cho biết. Sau khi về đồn công an, họ lập 3 biên bản buộc tội tôi không khai báo, mở mật khẩu Facebook, livestream video clip kích động chống phá đảng và nhà nước và vung tay tấn công lực lượng công an. Tôi không đồng ý ký tên vào các cáo buộc này, họ giữ tôi đến nửa đêm, đến gần 20 giờ sau khi bắt thì mới thả tôi về. Đó là lời của anh Trịnh Bá Phương. Anh Trịnh Bá Phương nói tiếp, suốt đêm ngày 9 tháng 1, cảnh sát cơ động đưa rất nhiều xe và hơn 1.000 lính cơ động về ém tại Ba Thá, một khu đất gần với Đồng Tâm. Người dân cập nhật thông tin với tôi liên tục, họ tiến thẳng vào làng để tấn công người dân. Vụ tấn công diễn ra tại thôn Hoành thuộc về Đồng Tâm, chứ không phải là khu đất đang tranh chấp ở bên ngoài cách đó 3 cây số. Đây không phải là cuộc tấn công cưỡng chế đất đai mà nhằm khủng bố tinh thần của người dân Đồng Tâm. Súng đã nổ, nhiều lựu đạn cay đã ném vào thôn Hoành, tập trung vào nhà cụ Kình, dùng vũ khí tấn công để nã đạn hơi cay vào nhà cụ. Nhiều tiếng khóc đã vang lên trong nhà của cụ, một đứa cháu 3 tháng tuổi bị dính hơi cay, con của anh Lê Đình Công, cháu của cụ Lê Đình Kình bị bắn chấn thương ở tay. Sau đó, sự việc diễn ra khốc liệt hơn khi cảnh sát cơ động liên tục tấn công vào nhà của cụ Kình. Thông tin về Đồng Tâm chưa có một cơ quan báo chí độc lập, hãng tin nước ngoài hay tổ chức nhân quyền nào đến để đưa tin. Do vậy, thông tin mà chính quyền Cộng sản đưa ra chưa thể kiểm chứng, do đó thương vong chưa thể thống kê. Nhưng tôi nghĩ phải có hơn một người bị chết, và đến giờ này thì có thể nhiều người hơn. Anh Trịnh Bá Phương nói với phóng viên SBS rằng bản tin của Bộ Công an phát đi vào trưa ngày 1 tháng 9 có nêu, trong quá trình xây dựng trường rào sân bay sáng ngày 9 tháng 1, một số đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, sử dụng lựu đạn bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, một đối tượng chống đối bị chết, một đối tượng bị thương. Các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Các đơn vị liên quan đang tiến hành xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn theo kế hoạch. Các tin tức do Bộ Công an đưa ra hoàn toàn trái ngược với những gì người dân Đồng Tâm công bố. Họ không tấn công chính quyền mà chỉ tự vệ khi bị lực lượng cơ động đánh úp vào giữa ban đêm. Chính công an lực lượng cơ động tấn công vào làng đẩy người dân rơi vào tình thế tự vệ khi có kẻ vào nhà mình nổ súng tấn công bắt người. Chính quyền thì dùng báo chí để bẻ lái sự thật, che mắt dư luận vì sợ các tổ chức trong và ngoài nước lên án tội ác của họ. Khi được hỏi về tính xác thật của tin tức Đồng Tâm trong nước, anh Trịnh Bá Phương cho SBS biết thêm. Bên công an họ công bố 3 chiến sĩ đã hy sinh. Con số này không đáng tin cậy khi tên tuổi cũng như số hiệu quân nhân của họ không hề được công bố. Tin tức báo chí cho hay người dân chống phá chính quyền tấn công lực lượng chức năng, nhưng nếu cảnh sát cơ động đó không tiến vào làng tấn công nhà cụ Kình, xâm phạm đất đai, gia cư bất hợp pháp thì những chai xăng chỉ là cục sắt vô dụng. Chính công an lực lượng cơ động tấn công vào làng đẩy người dân rơi vào tình thế tự vệ khi có kẻ vào nhà mình nổ súng tấn công bắt người. Đây là hành vi bảo vệ chính đáng mà thôi. Tự vệ chính đáng mà thôi. Chính quyền thì dùng báo chí để bẻ lái sự thật, che mắt dư luận vì sợ các tổ chức trong và ngoài nước lên án của họ. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế muốn can thiệp. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 9 tháng 1 đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền Cộng sản Việt Nam phải mở một cuộc điều tra công khai và khách quan về vụ đụng độ giữa người dân và công an tại xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, khiến ít nhất 4 người chết vào sáng sớm ngày 9 tháng 1. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch viết thông cáo, giới chức Việt Nam cần tiến hành một cuộc điều tra minh bạch và khách quan về những vụ việc này để tìm được gốc rễ của vấn đề. Ai là người chịu trách nhiệm trong vụ bạo lực? Liệu cảnh sát có sử dụng lực lượng quá mức? Những người sử dụng bạo lực phải chịu trách nhiệm. Human Rights Watch cũng kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho phép các nhà báo, các nhà ngoại giao và các cơ quan chức năng thuộc Liên Hợp Quốc đến tìm hiểu tình hình ở Đồng Tâm và giám sát việc điều tra vụ việc của nhà cầm quyền. Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại cuộc họp báo ngày 9 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết vụ việc Đồng Tâm đã được báo Việt Nam và Bộ Công an đăng tải. Cảnh sát cơ động túc trực ở Đồng Tâm nhiều ngày qua. Theo Facebook của Trịnh Bá Tư, hoạt động của báo chí nước ngoài tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định liên quan đến Việt Nam. Yêu cầu của các báo chí nước ngoài sẽ được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, bà Hằng cho biết. Tranh chấp đất ở Đồng Tâm đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Một tuyên bố Đồng Tâm tự do các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đưa ra ngày 9 tháng 1 khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính nghĩa của gia đình cụ Lê Đình Kình và người dân Đồng Tâm. Thứ nhất, nhà cầm quyền Việt Nam cần chấm dứt ngay việc dùng vũ lực, vũ trang, quân đội, công an và các lực lượng khác dùng bạo lực dưới mọi hình thức trong việc giải quyết vấn đề đất đai với người dân Đồng Tâm và với tất cả các địa phương khác ở đất nước Việt Nam. Thứ hai, nhà cầm quyền phải đưa người bị thương ở Đồng Tâm đi cấp cứu, đồng thời không được ngăn cản người dân và các tổ chức xã hội dân sự, báo chí tự do đến đưa tin, cứu hộ, giúp đỡ người dân Đồng Tâm trong lúc họ bị đàn áp. Thứ ba, vụ việc đất đai Đồng Tâm phải được giải quyết công khai minh bạch thông qua trình tự pháp luật dân sự, hành chính và phải có các tổ chức xã hội dân sự độc lập, người dân và báo chí trong nước quốc tế tự do tìm hiểu, chứng kiến mọi ngóc ngách của vấn đề và trong quá trình giải quyết không hình sự hóa trong giải quyết dân sự về đất đai. Thứ tư, vấn đề đất đai gây bao đau thương oan khuất từ năm 1954 đến nay trên khắp đất nước Việt Nam phải được thay đổi từ gốc rễ ở Hiến pháp và luật đất đai, phải trả lại quyền tư hữu đất đai cho người dân Việt Nam. Thứ năm, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải khởi tố ngay những kẻ chủ mưu, kẻ thừa hành trong việc biến đất của người dân Đồng Tâm thành đất của một nhóm lợi ích giả danh nhà nước, che đậy bằng ngôn từ lừa dân, đất quốc phòng. Phải khởi tố trừng trị những kẻ ra lệnh cho lực lượng vũ trang đi đàn áp dân, những kẻ đồng lõa với các nhóm lợi ích trong tranh chấp dân sự. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video của chúng tôi để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn.
Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.